cái nó lộn một cái. Giải tán rồi, tôi nói giải tán đi, em giải tán fail luôn. Fail là gì? Đủ món sao cả đón fail là thất bại nha ông. Fail Flash được 4 màu cho anh mày. Fail là bánh fail là thất bại. Hai Fail đủ mắt. Hết đồ. Bây giờ bao nhiêu tiền? Này trên Inverness có nó rim là bao nhiêu tiền? Ben Bon này, bay ai Ben Bon này? Ngoài không có đo đâu, mày kêu anh Bon. Có Ben Bon đâu, xóa đo rồi. Inverness có rim nhiêu tiền mày? Gì? Inverness có rim nhiêu tiền? 7x4 12m 7x5. Rồi nó chơi lại kìa. Bây giờ tao đưa mày chiếc Inverness mày thối lại tao 5 mét mấy nha.